trắng, nam áo trắng quần tây xanh, giúp các bạn học sinh xóa đi khoảng cách giàu nghèo. Màu trắng thể hiện sự thuần khiết, thuần nhiên của lứa tuổi thanh xuân. Màu trắng đẹp dịu dàng nhưng không hề chói lóa, đẹp giản dị nhưng không quê mùa. Và trang phục nữ áo dài trắng, nam áo trắng quần tây xanh rất đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn nữa vì được khoác lên người những chàng trai cô gái đang thời xuân sắc. Và không đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng sắc đẹp của những nam thanh nữ tú qua phần thi trang phục học sinh của 12 cặp thí sinh trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và chúng ta cùng chào đón nhóm các cặp thí sinh đầu tiên. Sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1m76 cùng với cân nặng 70kg. Sở thích của Quốc Nguyên là tập gym, nấu ăn và đi dã ngoại. Và ước mơ sau này của cậu ấy sẽ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Và đang tiến ra sân khấu là cặp đôi Phạm Lâm Mậu, số danh 15 đến từ lớp 11A9, và Nguyễn Đặng Lan Anh, số danh 24 đến từ lớp 10A10. Nguyễn Đặng Lan Anh, số danh 24, sinh năm 2008, sở hữu chiều cao 1m61 với cân nặng 43kg. Sở thích của Lan Anh là vẽ tranh, nghe nhạc và chơi cùng bạn bè. Sở thích của họ là nghe nhạc và chơi thể thao. Và ước mơ sau này của cậu ấy sẽ trở thành một luật sư. Tiếp theo xin được chào đón cặp đôi thí sinh đến từ lớp 12A7, Bùi Đức Chí, số danh 05 và Lê Thị Thùy Nguyệt, số danh 06. Thùy Nguyệt, số danh 06, sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1m7 với cân nặng là 51kg. Sở thích của Thu Nguyệt là xem phim, nghe nhạc và chơi bóng chuyền.
này của Thuy Nguyệt sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Và bước ra sân khấu tiếp theo là thí sinh Bùi Đức Chí. Tôi dành công em Đức Chí sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1m74 cùng với cân nặng 66kg. Sở thích của Đức Chí là nghe nhạc và bơi lội. Ước mơ sau này của cậu ấy sẽ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Và chúng ta cùng chào đón phần dự thi của các thí sinh tiếp theo. Trần Quốc Huy số danh 18 đến từ lớp 10A2 và Hương Thị Tâm Như số danh 19 đến từ lớp 10A4. Tâm Như là số danh 19, sinh năm 2008, sở hữu chiều cao là 1m6 với cân nặng là 47kg. Tâm Như chia sẻ sở thích của mình là nghe nhạc, đọc sách và khám phá những vùng đất mới. Và ước mơ của Tâm Như sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Và bước ra sân khấu lúc này đây là Trang Quốc Huy, số danh 18. Quốc Huy sinh năm 2008, sở hữu chiều cao 1m74 cùng với cân nặng 55kg. Sở thích của Quốc Huy là nghe nhạc, đọc sách và chơi thể thao. Và ước mơ sau này của cậu ấy sẽ trở thành một phi công.
Vy, sinh năm 2016, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82 cùng với cân nặng 72kg. Sở thích của Vy là chơi bóng chuyền, bóng rổ, tập gym và nghe nhạc. Và ước mơ sau này của cậu ấy sẽ trở thành một siêu sao, một người có tầm ảnh hưởng. Cặp thí sinh tiếp theo là cặp thí sinh đến từ lớp 12AB10, Nguyễn Thanh Nhơn mang số danh 09 và Lê Nguyễn Yến Nhi mang số danh 10. Cùng chào đón thí sinh Lê Nguyễn Yến Nhi mang số danh 10. Yến Nhi sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1m71 với cân nặng là 48kg. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng với cân nặng 48kg. Sở thích của Nhơn là chơi thể thao và ước mơ sau này của cậu ấy sẽ trở thành sĩ quan quân đội nhân dân. Cảm ơn. Tiếp theo tiến ra sân khấu sẽ là Lý Thành Nhan, số danh 12 đến từ lớp 11A6 và Trần Gia Hân, số danh 14 đến từ lớp 11A8. Gia Hân mang số danh 14, sinh năm 2007, sở hữu chiều cao 1m71 với cân nặng là 51kg. Sở thích của Gia Hân là nghệ thuật, hội họa và du lịch. Và ước mơ của Gia Hân sau này sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Và tiến bước ra sân khấu lúc này đây là Lý Thành Nhân, số danh 12. Thành Nhân sinh năm 2007, sở hữu chiều cao 1m70 với cân nặng 24kg. Sở thích của Thành Nhân là ca hát, nhảy múa và nghe nhạc. Và ước mơ sau này của cậu ấy sẽ trở thành một ca sĩ. Và ngay sau đây sẽ là phần dự thi của các cặp thí sinh cuối cùng trong phần thi trang phục học sinh. Và cùng chào đón bước ra sân khấu cặp thí sinh mang số danh 1, Nguyễn Thị Quỳnh Na đến từ lớp 12AB2. Và số danh 08, Đỗ Hoàng Nhật đến từ lớp 12AB9. Nguyễn Thị Quỳnh Na mang số danh 01 đến từ lớp 12AB2. Quỳnh Na sinh năm 2006, sở hữu chiều cao là 1m6 với cân nặng là 52kg. Số danh 08 đến từ lớp 12AB9.
Long Nhật, sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1m75 cùng với cân nặng 56kg. Sở thích của Hoàng Nhật là nghiên cứu khoa học, nghe nhạc và đọc sách. Và ước mơ sau này của cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ. Những thanh niên có ước mơ